Chào mừng các quý anh chị và các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về tướng số trên kênh Kiến thức Tử Vi của chúng tôi, để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức Tử Vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: Tử Vi về chi tiết tiền tài sự nghiệp của người tuổi Tuất trong năm 2020. Thân nhàn thì tâm nhập, và mạng số làm ra tiền, thành công tuyệt vời hoàn hảo, tình duyên rất tốt lành. Và các bạn thân mến, thứ nhất là về tổng quan vận mệnh của người tuổi Tuất trong năm Canh Tý 2020. Về tuổi Tuất là con giáp thứ 11 trong số 12 con giáp. Với những người mà sinh năm Tuất thì đa phần đều rất khôn ngoan, nhanh nhẹn và lanh lợi, rất giỏi ứng biến, nói năng thì nhanh nhẹn, thân nhàn nhưng tâm nhập, có một quyền bính là nhiều chí mưu, nữ mạng thì vượng phu ích tử, có số làm ra tiền, bởi thế phúc lộc có dư, thanh danh tạo dựng lừng lẫy. Với người tuổi này thì tính tình hòa nhã tự lập, tâm tư thì hiền lành, mà phần nhiều là người hiền lành và thật thà. Tuy nhiên thì trong năm 2020, vận thế cơ hội sẽ không tự nhiên đến với người tuổi Tuất, mà bạn cần phải chủ động nắm bắt, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai, dù trong quá trình thực hiện hoặc các kế hoạch phải nhiều vấp váp, thậm chí là rủi ro ngoài dự kiến, thì bản mệnh cũng không nên nản lòng bỏ cuộc. Nếu bạn có thể kiên trì với mục tiêu của mình thì chắc chắn cuối năm là thời điểm bạn sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi. Thứ hai là về đường sự nghiệp của người tuổi Tuất trong năm Canh Tý. Về sự nghiệp của con giáp này sẽ tăng trưởng vượt bậc và sức mạnh vô cùng trong năm 2020. Dù làm về lĩnh vực gì thì con giáp này cũng đều nhanh chóng gặt hái thành công liên tục từ đầu đến cuối năm. Chỉ cần khéo léo nâng cao kỹ năng giao tiếp và khả năng chuyên môn, cũng như là biết ghi nhận những lời góp ý kiến tích cực của những người xung quanh, thì bạn rất dễ dàng vươn lên những tầm cao mới trên con đường sự nghiệp. Nhưng tuy nhiên thì trong khoảng 5 tháng đầu năm, bạn nên chú ý cẩn trọng, tránh các sự cố phát sinh ngoài ý muốn. Bạn nên chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng để có thể ứng biến khi mà có bất ngờ nào xảy ra. Hoặc may mắn là năm nay bạn khá vượng vận quý nhân, nên khi xảy ra những khó khăn gì cũng sẽ luôn được sự hỗ trợ kịp thời. Về thứ ba là về tài chính của người tuổi Tuất trong năm Canh Tý. Về xem như tuổi Tuất trong năm Canh Tý 2020 cho thấy thì tình hình tài chính của con giáp này khá hấp dẫn và an toàn. Nếu như biết nắm bắt cơ hội, còn tình hình tài chính của bạn có thể tăng trưởng ổn định và rất vượng vào cuối năm. Đối với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh mà khi thực hiện những dự án lớn thì bạn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, và bạn nên tránh những lời xu nịnh lừa gạt làm hao tài tán lộc của bạn. Về thứ tư là về tình cảm của người tuổi Tuất trong năm 2020 là một năm có nhiều chuyển biến tích cực trong chuyện tình yêu. Tuy nhiên thì bạn nên cẩn trọng, tránh tâm lý hấp tấp, vội vàng để đối phương có thể cảm nhận được thành ý của bạn đầy đủ và sâu sắc hơn. Với nhiều người đã có đôi có cặp thì cần phải cố gắng hài hòa và cân bằng giữa sự nghiệp và tình cảm để có thể vừa đảm bảo hiệu suất làm việc tốt và có sự thăng hoa trong chuyện tình yêu. Về thứ năm là về đường sức khỏe của người tuổi Tuất trong năm Canh Tý. Trong năm Canh Tý thì con giáp này sẽ có một sức khỏe ổn định và dẻo dai, bạn gần như thoát khỏi trạng thái trì trệ mệt mỏi trước đó và lột xác trở thành một người khác nhờ vào những nỗ lực tập luyện của mình. Khi thời tiết thay đổi thì bạn nên đặc biệt chú ý đến các bệnh về hô hấp, tim mạch nhờ được phúc tinh cao chiếu, nên nếu có các bệnh cảm mạo thì đa phần bạn đều được hóa giải và xử lý kịp thời. Về thứ hai là tử vi chi tiết cho các người tuổi Tuất trong năm Canh Tý 2020. Về tử vi năm 2020 cho người tuổi Bính Tuất sinh năm 2006 thuộc mệnh là Ốc Thượng Thổ.
Năm 2020 thì người tuổi Bính Tuất có nhiều điểm sáng trong chuyện học tập. Chỉ cần bạn tập trung và cố gắng hết mình thì thành tích học tập sẽ bước tiến so với thời gian trước. Tuy nhiên thì vì thời điểm này thì đường tình duyên của bạn mệnh không thuận lợi, có nhiều dấu hiệu bất ổn nên cần phải hết sức tránh những việc yêu sớm. Nếu không nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc học, khiến cho thành tích của bạn đi xuống. Với người tuổi này thì cần phải xác định một mục tiêu chính của mình là trong giai đoạn này là việc học tập. Vì thế nên phải dốc hết sức vào việc này, không nên mơ mộng hoặc suy nghĩ quá nhiều. Thứ hai là tử vi năm 2020 cho người tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, thuộc mệnh Sơn Đầu Hỏa. Năm Canh Tý là một năm khá may mắn đối với người tuổi Giáp Tuất. Trên phương diện về tình cảm, với những người độc thân được nhiều đối tượng khác phái theo đuổi, còn vận đào hoa thì rất nở rộ, có thể là nhanh chóng tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình. Và để tránh những phiền não trong chuyện tình cảm thì bạn mệnh cần phải có thái độ nghiêm túc khi yêu, không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc giữ quan hệ tình cảm với nhiều người trong cùng một lúc. Với những người đã kết hôn, đã có quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu và bao dung cho nhau, nhưng tuy nhiên thì bản mệnh không nên quá tập trung vào chuyện tình cảm mà lơ là đường sự nghiệp. Tốt nhất là bạn nên lập ra một mục tiêu hoặc kế hoạch rõ ràng, phấn đấu hoàn thành, không thể để chuyện riêng tư nó ảnh hưởng đến tiến độ trong công việc. Còn nếu như tu chí làm ăn thì năm Canh Tý cũng là một năm cực kỳ tốt đẹp với bản mệnh. Trên phương diện sự nghiệp, cần phải nắm bắt cơ hội học hỏi, phát triển năng lực và tầm nhìn của bản thân. Khi những cơ hội xuất hiện thì bản mệnh cần tự tin nắm bắt, thể hiện cho mọi người thấy khả năng của mình, ghi điểm với ban lãnh đạo. Ngoài ra thì để mở đường cho tương lai, bản mệnh cần chú ý phát triển các mối quan hệ. Nếu tốt đẹp thì thời điểm cuối năm quý nhân sẽ xuất hiện, giúp bạn có những cơ hội thăng chức tăng lương. Về thứ ba là tử vi năm 2020 cho người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, thuộc mệnh Đại Hải Thủy. Người tuổi Nhâm Tuất phải trải qua một năm rất nhiều khó khăn và đầy biến động, có khả năng là phải đối diện với nhiều biến cố bất ngờ. Trước khi đưa ra bất cứ những quyết định gì thì cần phải suy nghĩ kỹ càng, và tốt nhất là nên duy trì các mối quan hệ lâu năm đáng tin tưởng, và nên tìm cách nâng cao hiệu quả làm việc. Trên phương diện tình cảm thì bản mệnh cũng gặp phải những chuyện không như ý muốn. Với người độc thân thì khó tìm được người như ý, khó thành đôi thành cặp. Đây không phải là thời điểm thích hợp để tính đến chuyện hôn nhân. Còn với những người đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng gặp rất nhiều trắc trở và mâu thuẫn. Về thứ tư là tử vi cho tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, thuộc mệnh Xoa Xuyến Kim. Theo vận trình của người tuổi Canh Tuất trong năm 2020 là khá tốt đẹp, nhất là ở trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội thăng chức tăng lương và đạt được những bước phát triển lớn trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên thì con giáp này không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác, cần phải giữ một thái độ khiêm tốn hơn, có cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người, kiêng kỵ nhất là việc nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Trong năm này thì nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân mà tài vận của bản mệnh đã có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Có điều là trước khi đầu tư vào lĩnh vực nào thì người tuổi Tuất phải bình tĩnh tỉnh táo, bởi nếu bạn nóng vội tin lầm vào những nguồn thông tin không chính xác thì bạn rất dễ dẫn đến tình trạng tiền bạc tổn hao, thậm chí còn gây ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của gia đình. Về thứ năm là tử vi cho người tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, thuộc mệnh Bình Địa Mộc. Người sinh năm Mậu Tuất sẽ phải trải qua một năm khá bình ổn, tình trạng sức khỏe của người này khá ổn định. Xét về phương diện tình cảm hoặc hôn nhân của Mậu Tuất sẽ gặp phải nhiều chuyện không như ý muốn, rất có thể
có kẻ thứ ba chen chân vào giữa chuyện tình cảm của hai người, nếu không có cách xử lý thỏa đáng thì rất có thể sẽ rơi vào tình trạng chia ly hoặc tan vỡ. Còn trên phương diện tiền bạc thì năm 2020 không phải là một thời điểm đầu tư thích hợp, mà bản mệnh phải gặp nhiều trở ngại nếu không muốn mọi công sức của mình bỏ ra đều đổ sông đổ bể. Và bản mệnh cần chú ý quản lý tiền bạc, không nên thử tham gia vào những hoạt động đầu tư mới mẻ. Trước khi quyết định đầu tư cần phải cân nhắc kỹ càng. Về thứ sáu là xem tử vi năm 2020 cho tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 thuộc mệnh Ốc Thượng Thổ. Trong năm Canh Tý là một năm ổn định với những người tuổi Bính Tuất, mặc dù là sức khỏe cũng có nhiều dấu hiệu đi xuống nhưng không quá lo ngại, và tuy nhiên thì bản mệnh chỉ nên làm những việc vừa sức, không nên cố gắng quá kẻo gây ra nó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mình trong cuộc sống. Dù gặp vào những vấn đề gì trong cuộc sống cũng không nên suy nghĩ lo lắng quá nhiều, nó tác động không tốt đến thần kinh, và hãy nghĩ thoáng hơn và luôn giữ một tinh thần lạc quan. Trong năm nay thì tình hình tài chính ổn định, không phải lo lắng nhiều về cuộc sống. Có điều là bản mệnh cần phải phân biệt rõ ràng người tốt kẻ xấu, không nên dễ dàng tin theo những chuyện thị phi và không nên can thiệp vào chuyện của người khác, và đặc biệt là không nên cả tin vào những kẻ lừa đảo. Về phần 3 là tử vi tuổi Tuất năm 2020 theo từng tháng. Về tháng 1 là trong tháng âm lịch đầu tiên của năm Canh Tý thì tất cả mọi mặt trong cuộc sống của người tuổi Tuất đều khá khả quan, đặc biệt là ở trên hai phương diện tình cảm và đường tài lộc có những bước phát triển rất rõ rệt. Trên phương diện tài lộc thì người tuổi Tuất phải chi tiêu khá tốn kém, nhưng tuy nhiên thì bản mệnh cũng nhận lại được một khoản tương ứng. Xét về phương diện tình cảm thì những người mà còn độc thân thì vận vượng đào hoa và bản mệnh dễ dàng nhận được sự chú ý của người khác giới thông qua những buổi tiệc tùng hoặc là họp mặt. Nếu như biết nắm bắt và chắc chắn những cơ hội thì nhiều khả năng bạn sẽ tìm được người như ý muốn. Về tháng 2 là sự nghiệp của người tuổi Tuất rất ổn định trong thời điểm này. Về tổng thể có những dấu hiệu phát triển đi lên, nhưng tuy nhiên thì đường sức khỏe lại không mấy lý tưởng. Và trong tháng 2 âm lịch thì bản mệnh có duyên với quý nhân, tinh thần làm việc nhóm rất tốt và có cơ hội để thể hiện năng lực và trình độ của bản thân, đã nhận được sự biểu dương và trọng dụng của cấp trên. Ngoài ra thì con giáp này còn giữ được các mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp, không có mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra nên không phải chịu áp lực về tinh thần và có nhiều thời gian để tập trung cho công việc hơn. Còn tình hình sức khỏe thì không như ý muốn, phần lớn là do bản mệnh có sức đề kháng kém và thường xuyên mắc phải những bệnh vặt như cảm cúm hoặc nhức đầu viêm họng. Về tháng 3 là thời điểm tháng 3 âm lịch của năm 2020 thì sự nghiệp của bản mệnh vẫn tiếp tục phát triển, có những bước tích cực. Tuy nhiên thì tài vận lại có dấu hiệu đi xuống. Về tổng thể thì khó có cơ hội phát tài. Trong công việc thì người tuổi Tuất có được những cơ hội mới, đồng thời cũng là những thách thức mới. Tuy là việc mang lại áp lực khá lớn, nhưng nhờ thế mà bản mệnh có thể phát hiện ra được những khả năng và tiềm ẩn của chính mình là có lợi cho việc phát triển sự nghiệp trong tương lai. Còn về phương diện tiền bạc thì con giáp này cần phải chi tiêu những khoản khá lớn cho các nhu cầu của cuộc sống và cho các thành viên trong gia đình hoặc các hoạt động giao lưu, tiếp khách mà lại không có khoản tiền thưởng tương ứng. Cần chi tiêu và tiêu pha hợp lý để dành tiền cho những nhu cầu thật sự cần thiết hơn, tránh tới khi có việc cấp bách lại vay mượn ngược xuôi. Về tháng thứ tư là tình hình tài chính của Tuất thì có bước chuyển biến tích cực trong tháng tư âm lịch này, khả năng nhận được sự giúp đỡ của thần tài nên tiền bạc rất vượng. Xét về vận trình tình cảm thì những người đã kết hôn thường rất mâu thuẫn, tranh cãi với nửa kia về những chuyện có liên quan đến sự nghiệp hoặc là con cái.
Nếu như không nhanh chóng khắc phục những mâu thuẫn về hiện tại, thì mối quan hệ giữa hai người này sẽ ngày càng trở nên xa cách hơn. Và cách tốt nhất là đôi bên cần phải trò chuyện nhiều hơn và bao dung thấu hiểu cho nhau hơn. Về tháng 5, là trong tháng 5 2020 về âm lịch, thì lĩnh vực tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu khởi sắc, nhưng sự nghiệp lại khá bình thường. Trong thời điểm này thì những người mà còn độc thân thì sẽ có những cơ hội phát triển về tình cảm với bạn bè hoặc là đồng nghiệp. Còn những người đã tìm được nửa kia thì có thể hóa giải những tranh cãi hiểu lầm trước đây và tình cảm lại trọn vẹn như thuở ban đầu. Trong đường sự nghiệp thì bản mệnh có thể sẽ phải tiếp tục và tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc một cương vị cũng mới. Hoàn cảnh lạ lẫm khiến cho bạn thấy rất lo lắng và bị áp lực. Vì vậy, hãy cố gắng suy nghĩ một cách lạc quan, tích cực hơn để tìm cách hòa nhập với mọi người và nội dung công việc. Còn về tháng 6 thì sự nghiệp của Tuất có những dấu hiệu phát triển tích cực hơn so với tháng trước, nhưng về sức khỏe lại bị giảm sút không rõ ràng. Trong công việc thì bản mệnh có thể nhận được sự tin tưởng và trọng dụng của cấp trên, tìm được cơ hội thể hiện và thử thách chính bản thân mình để thể hiện năng lực của mình. Nếu có thể tự tin nắm bắt thì bạn chắc chắn sẽ có một thành viên quan trọng trong tập thể. Đồng thời thì bản mệnh cũng cần phải chú ý học hỏi, đi sâu vào những trí thức và kỹ năng cần thiết để hoàn thiện về bản thân và không nên có thái độ kiêu ngạo, coi thường người khác. Về tháng thứ 7, là trong tháng thứ 7 âm lịch thì tiền bạc của Tuất lại ở trạng thái tương đối khả quan, cộng với chuyện tình cảm cũng được như ý. Còn với những người mà làm trong ngành thực phẩm hoặc là du lịch thì có nhiều cơ hội làm ăn, tiền bạc luôn chảy vào trong túi không ngớt. Với những người làm đầu tư hoặc bất động sản thì cũng có những cơ hội để khẳng định mình, nhận được sự tin tưởng của cấp trên và có khả năng sẽ nhận được tiền thưởng hoặc có cơ hội thăng quan tiến chức. Và trong tháng cô hồn thì đôi khi mệnh chủ có thể xảy ra tranh chấp, có thể cãi vã với nửa kia, nhưng tuy nhiên đây chính là những cơ hội để đôi bên thêm thấu hiểu về nhau, khiến cho mối quan hệ giữa hai người ngày càng khăng khít hơn. Với những người còn độc thân thì cũng có những cơ hội để tìm được người mình ưng ý. Về tháng 8, là sự nghiệp của người tuổi Tuất khá ảm đạm trong tháng 8 âm lịch này, đặc biệt là vào nửa cuối tháng sẽ có những dấu hiệu đi xuống dốc rõ ràng. Vì thế mà tiền bạc cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Trong công việc thì người tuổi này làm việc chăm chỉ, cố gắng nhưng chưa chắc đã nhận được thành quả xứng đáng. Với mối quan hệ xã giao thì không thuận lợi và bản mệnh cũng thường phải chịu sự gièm pha, cô lập của đồng nghiệp, khó có thể hòa nhập với mọi người nên rất dễ phải gánh chịu sự áp lực về tinh thần lớn, làm việc không năng suất được như bình thường. Trên phương diện về tiền bạc thì người tuổi Tuất phải chi tiêu khá nhiều cho các nhu cầu trong cuộc sống, có thể là lễ lạc nên thường không mất không mấy dư giả. Với những người đã lập gia đình thì gánh vác những trách nhiệm trên vai thì cần phải học cách chi tiêu và tiết kiệm hơn, không nên chi tiêu hoang phí cho sở thích cá nhân và những việc không cần thiết. Còn về tháng 9 thì tình cảm của người tuổi Tuất không được tốt đẹp trong tháng 9 âm lịch này và tình hình sức khỏe cũng không có dấu hiệu khởi sắc. Nhưng người đã lập gia đình hoặc đã tìm được nửa kia rất dễ xảy ra những hiểu lầm xích mích với đối phương, vì các mối quan hệ nam nữ ngoài xã hội chỉ cần bất cẩn xử lý không thỏa đáng thôi thì rất có thể mối quan hệ giữa hai người phải chịu những tác động lớn. Khi mà mâu thuẫn xảy ra với người tuổi này thì cần phải chân thành và thẳng thắn để bày tỏ những quan điểm của mình, không nên nói năng lấp lửng khiến cho đối phương hiểu lầm, mất đi những niềm tin của chính mình. Còn về phương diện sức khỏe thì bản mệnh cần chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là những người còn trẻ tuổi. Về trong tháng 10 thì tháng 10 âm lịch là tình hình tài chính của người tuổi Tuất
lên xuống có dấu hiệu thất thường. Về tổng thể sụt giảm, tuy nhiên thì phương diện tình cảm lại có những chuyển biến tốt đẹp. Với người làm trong lĩnh vực đầu tư thì dễ phải chịu tổn thất về tiền bạc hơn, đặc biệt với những người làm ăn nhỏ lẻ dễ phải chịu sự cạnh tranh của rất nhiều đối thủ, khiến cho thu nhập không được như trước. Ngoài ra thì bản mệnh còn dễ gặp phải các đối tượng lừa đảo, trộm cắp, vì thế cần phải giữ sự tỉnh táo, không nên cả tin mà đầu tư mua bán hàng hóa một cách mù quáng. Còn trên phương diện tình cảm thì người tuổi này có mối quan hệ ngọt ngào, đáng ghen tị, và bạn với nửa kia ngày một thấu hiểu cho nhau hơn, hiếm khi xảy ra mâu thuẫn hoặc cãi cọ, bạn sẵn sàng xuống nước để giữ gìn mối quan hệ giữa hai người. Về tháng 11 thì trong tháng này sự nghiệp của Tuất tuy không hoàn toàn thuận lợi nhưng vẫn có dấu hiệu phát triển tích cực so với thời điểm trước. Tuy nhiên thì bản mệnh lại cần một sự chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Trong công việc thì đôi khi bản mệnh phải đối diện với thử thách nhưng vấn đề không quá to tát. Chỉ cần giữ thái độ lạc quan, tự tin thì mọi việc đều có thể được giải quyết một cách thuận lợi. Và đây cũng chính là cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình cho đồng nghiệp và cấp trên. Tuy nhiên thì những người làm trong lĩnh vực marketing hoặc bất động sản hoặc là những người mà làm bảo hiểm thì cần phải chú ý một điểm là mỗi khi đàm phán hoặc ký kết hợp đồng phải tránh mắc lừa đối thủ hoặc những kẻ lừa đảo. Về tình trạng sức khỏe thì sức đề kháng của bản mệnh trong tháng này không tốt, vì vậy trước khi ra khỏi nhà thì phải cần chú ý ăn mặc giữ ấm cho cơ thể để tránh mắc các bệnh do thời tiết gây nên. Trong tháng 12 thì vào thời điểm tháng cuối năm của năm Canh Tý thì vận thế của người tuổi Tuất đã có dấu hiệu phát triển đi lên, đặc biệt là ở hai phương diện sự nghiệp và tình cảm. Còn trong công việc thì nhờ có thần may mắn giúp đỡ mà bản mệnh có thể phát huy được khả năng của mình, đánh bại được các đối thủ, từ đó đóng góp lớn vào sự nghiệp của công ty và nhận được sự đánh giá cao của ban lãnh đạo. Đồng thời thì con giáp này cũng mở rộng được các mối quan hệ xã giao trong các buổi liên hoan hoặc tiệc tùng, mang lại nhiều lợi ích để phát triển trên con đường sự nghiệp về sau này. Còn về phương diện tình cảm của những người đã lập gia đình thì được tận hưởng bầu không khí ngọt ngào hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận và con cái vui vẻ. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.